Liệu mọi việc có như các cư dân mạng Hàn nói, vì idol cốt nhảy nhót nhiều, khỏe hơn người thường nên không thể nhiễm virus được. Mới đây, mạng xã hội Hàn Quốc xuất hiện topic về những lý do mà idol cốt em thể nhiễm COVID-19. Chẳng những mang cái tên khá lạ lẫm, mà câu trả lời của nhiều cư dân mạng cũng gây hoang mang vô cùng khi họ thực sự tin vào độ miễn nhiễm của các nghệ sĩ, nhất là idol nhóm nhạc Hàn. Topic gây xôn xao cộng đồng mạng xứ Kim Chi lẫn đại lục. Cụ thể, các cư dân mạng Hàn cho rằng do tính chất công việc phải nhảy nhót liên tục, di chuyển nhiều nên sức khỏe các idol Hàn vô cùng tốt, đề kháng cao và không thể nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, một lý do khác được đưa ra đó là idol sẽ không để mình nhiễm bệnh vì nếu bị cách ly, mọi hoạt động, những mối quan hệ tiếp xúc bí mật, người yêu và nhiều vấn đề riêng tư khác sẽ bị phơi bày. Trên trang mạng Weibo, không ít cư dân mạng đại lục đã phản đối suy nghĩ siêu thực này của các netizen Hàn Quốc. Nhiều người cho biết idol cũng là người và tỷ lệ mắc bệnh thì như nhau mà thôi. Topic này đã khiến nhiều cư dân mạng tranh cãi kịch liệt. Lý lẽ idol cốt nhảy nhiều nên khỏe không được ủng hộ cho lắm. Thực tế, không ít nghệ sĩ Hàn suy nhược vì lịch trình dày. Trên thực tế, việc một người khỏe mạnh sẽ không nhiễm virus là điều vô căn cứ. Sức khỏe chỉ giúp cho người nhiễm virus mau khỏi hơn mà thôi. Tính đến đầu ngày 24 tháng 2, có tổng cộng 11 quân nhân Hàn Quốc đã được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới. Mà nếu so về sức khỏe, những người quân nhân Hàn dường như khỏe khoắn hơn hẳn các idol. Bên cạnh đó, các idol Hàn gắn liền với hình tượng mệt mỏi, yếu ớt cho lịch trình dày đặc hơn là những đối tượng có sức khỏe tốt. Video liên quan diễn biến dịch bệnh tại Hàn Quốc. Được biết, cho đến sáng 24 tháng 2, đã có 7 ca tử vong và 763 ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc. Cho đến lúc này, Hàn Quốc là quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 nhiều thứ hai trên thế giới bên ngoài Trung Quốc đại lục, chỉ sau Iran, 8 ca, Phương Dung, theo Thế giới trẻ Let's Blog X.